trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt và xu hướng phi đô la Mỹ hóa trên toàn cầu, nhu cầu mua vàng đã tăng lên. Trang Visual Capitalist đã thống kê 10 quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong 10 năm qua từ năm 2013 đến năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Nga và Trung Quốc đã mua vàng với tốc độ nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua. Động thái này nhằm mục đích đa dạng hóa nguồn dự trữ khỏi đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương cũng trữ vàng vì nó an toàn, thanh khoản cao và có lợi nhuận tương đối ổn định. Được biết, Nga đã mua vào tổng cộng 1.298 tấn vàng trong 10 năm qua và nắm giữ 2.333 tấn vàng tính đến hết quý 4 năm 2024. Còn Trung Quốc, nước này đã mua thêm 1.181 tấn vàng, tăng từ 1.054 tấn hồi năm 2013 lên 2.253 tấn vào năm 2023. Đứng thứ 3 trong danh sách là Thổ Nhĩ Kỳ với 540 tấn vàng tính đến hết năm 2023. Tiếp theo, lần lượt là Ba Lan, Ấn Độ, Uzbekistan, Kazakhstan, Singapore, Iraq và Thái Lan. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới với 8.133 tấn. Một nửa số vàng này được cất giữ tại Trung tâm Lưu ký Vàng của Mỹ. Đức và Italia lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 với 3.351 tấn và 2.452 tấn vàng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Boiji cho biết các quan chức có thể tăng lãi suất một lần nữa nếu lạm phát và nền kinh tế Nhật Bản diễn biến như mong đợi. Nhận xét này được đưa ra sau khi thị trường Nhật Bản chao đảo vì đợt tăng lãi suất thứ hai của Boiji trong 17 năm vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Quyết định này cùng với những gợi ý về nhiều đợt tăng lãi suất sắp tới đã làm bùng nổ mạnh mẽ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên. Trong đó, các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền có lãi suất thấp hơn để mua các tài sản có lợi suất cao hơn, khiến cổ phiếu lao dốc và đồng yên tăng vọt. Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, ngay khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản tăng nhẹ vào tháng 7 và vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu, thống đốc Eda cho biết Boiji sẽ tiếp tục điều chỉnh mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ nếu nền kinh tế và giá cả được xác nhận sẽ đi theo dự báo của Ngân hàng Trung ương này. Ông cũng cảnh báo rằng thị trường tài chính và vốn trong và ngoài nước vẫn biến động, đồng thời nói thêm rằng cần phải theo dõi các thị trường với tinh thần cấp bách cao. Đồng yên đã tăng giá so với đồng đô la Mỹ vào ngày 23 tháng 8, đạt 145,29 yên đổi 1 đô la Mỹ tại thời điểm sau khi đạt mức cao nhất trong ngày và trên 146 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đợt bán tháo ngày 5 tháng 8 vừa qua cũng được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên nỗi lo nền kinh tế này suy thoái khiến thị trường chứng khoán trên toàn thế giới lao dốc. Trong đó, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm hơn 12%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ thứ hai đen tối hồi năm 1987. Các thị trường đã phục hồi kể từ đó, nhưng các nhà giao dịch vẫn lo ngại về những sự gián đoạn tiềm ẩn với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và có thể sẽ cắt giảm thêm trước khi kết thúc năm. Thống đốc Uda giải thích tại Quốc hội rằng sự hỗn loạn của thị trường đã xảy ra nỗi lo về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ lan rộng nhanh chóng. Điều này đã khiến đô la Mỹ mất giá trên toàn cầu và giá cổ phiếu giảm. Ông nói thêm rằng quyết định tăng lãi suất vào tháng 7 là phù hợp với lý do là tiền lương tăng. Số liệu công bố ngày 23 tháng 8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi CPI của Nhật Bản trong tháng 7 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của Boiji nhưng đã tăng nhẹ so với tháng 6. Ngân hàng Hoa Kỳ ước tính lợi nhuận của toàn bộ ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc có thể chuyển sang mức âm trong năm nay nếu BYD giảm thêm 7% mức giá trên toàn bộ mẫu xe. Triển vọng thu nhập của các nhà sản xuất xe điện EV Trung Quốc vẫn ảm đạm, mặc dù loại xe này hiện chiếm hơn một nửa doanh số bán ô tô mới tại thị trường đại lục vì sự cạnh tranh về giá vẫn đang diễn ra khốc liệt. Được biết, chỉ có hai công ty xe điện tại Trung Quốc, BYD và Li Auto có lãi, trong khi Xpeng, Zeek, Intelligent Technology và Leap Motor báo cáo khoản lỗ chung là 42,9 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù mức lỗ đã giảm 20% so với mức 53,5 tỷ nhân dân tệ tương đương với 7,44 tỷ đô la Mỹ của năm trước, song nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc các nhà sản xuất xe điện tiếp tục giảm giá có thể làm tê liệt ngành công nghiệp. David Yang, tổng thư ký của Hiệp hội Kỹ thuật xe thông minh quốc tế cho biết, khi họ hết ngân quỹ trong bối cảnh thua lỗ nặng nề, các nhà sản xuất ô tô sẽ phải đóng cửa doanh nghiệp của mình. Theo Hiệp hội Xe Du lịch Trung Quốc,
878.400 xe điện hoàn toàn và xe hybrid cắm điện đã được giao cho khách hàng đại lục vào tháng trước, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ vào các ưu đãi của chính phủ và cơ sở hạ tầng sạc điện đang mở rộng nhanh chóng. Được biết, Trung Quốc chiếm hơn 60% doanh số bán xe điện toàn cầu. Nhà cung cấp điện thoại thông minh Xiaomi đã có màn ra mắt thành công trên thị trường xe điện vào tháng 3, cho biết vào hôm 21 tháng 8 rằng sẽ mất một thời gian trước khi doanh nghiệp này tạo ra lợi nhuận vì chi phí khổng lồ cho nghiên cứu và phát triển cũng như tiếp thị. Theo báo cáo thu nhập mới nhất, Xiaomi đã giao 27.307 chiếc SU7 cho người mua ở Trung Quốc đại lục vào quý trước. Công ty bắt đầu giao xe với giá khởi điểm là 215.900 nhân dân tệ, tương đương với 30.300 đô la Mỹ vào giữa tháng 4. Được biết, công ty tài chính Citigroup đã ước tính trong một báo cáo nghiên cứu rằng nhà sản xuất điện thoại thông minh này có thể báo lỗ dòng 4,1 tỷ nhân dân tệ tương đương với 580 triệu đô la Mỹ đối với doanh nghiệp EV của mình, dựa trên dự kiến bán 60.000 chiếc xe vào năm 2024, đồng nghĩa với khoản lỗ 68.000 nhân dân tệ tương đương với 9.560 đô la Mỹ cho mỗi chiếc xe. Hôm 21 tháng 8, Xiaomi cho biết trong báo cáo thu nhập rằng họ đặt mục tiêu ra 120.000 mẫu xe điện trong cả năm. Hầu hết các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc bao gồm cả Zeekr đều liên tục đưa ra các chương trình giảm giá để thu hút khách hàng trên thị trường khổng lồ này. Theo Deutsche Bank, các công ty đang sẵn sàng giảm giá để đạt được mục tiêu về doanh thu. Vào tháng 2, BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới đã chính thức châm ngòi cho cuộc chiến giá cả tại Trung Quốc đại lục, giảm giá gần như tất cả các loại xe của mình từ 5 đến 20%. Ngay sau đó, mức giá của 50 mẫu xe từ nhiều thương hiệu khác nhau đã giảm trung bình 10%. Ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo vào tháng 4. Ngân hàng Hoa Kỳ ước tính lợi nhuận của toàn bộ ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc có thể chuyển sang mức âm trong năm nay nếu BYD giảm thêm 7%, tương đương với 10.300 nhân dân tệ, tương đương với 1.450 đô la Mỹ giá xe của hãng. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc được cho là dẫn đầu về năng lực sản xuất trên toàn thế giới cũng gặp khó khăn trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng ở nước ngoài. Vào tháng 5, Nhà Trắng đã công bố tăng gấp 4 lần thuế quan đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất hiện ở mức 100%. Tháng trước, mức thuế 37,6% đã có hiệu lực tạm thời tại Liên minh châu Âu. Vào cuối tháng 7, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tăng gấp đôi trợ cấp cho người mua xe điện chỉ 3 tháng sau khi triển khai các ưu đãi nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô trong nước. Người tiêu dùng chuyển từ ô tô xăng sang xe điện sẽ nhận được khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ, tương đương với 2.800 đô la Mỹ cho mỗi xe. Lick Knight, nhà phân tích của JP Morgan cho biết vào tháng 6 rằng các công ty xe điện hoạt động kém hiệu quả sẽ buộc phải đóng cửa khi cuộc cạnh tranh ngày càng leo thang.